Chào đón quý vị đã quay trở lại với phần tin trong ngày và sau đây là bản tin Hoa Kỳ đầu tiên được đến với Ngọc Quỳnh. Kính thưa quý vị, bản tin đến từ Texas cho biết có ca tử vong đầu tiên do coronavirus ở Texas. Giới chức quận Matagorda County vào khuya ngày hôm qua đã thông báo một cụ ông ngoài 90 tuổi là bệnh nhân đầu tiên thiệt mạng tại Texas do coronavirus mới. Bản thông cáo nói rằng bệnh nhân đã qua đời vào tối ngày Chủ nhật tại bệnh viện Matagorda Regional Medical Center với các triệu chứng giống của coronavirus. Tin về tử vong do coronavirus gây ra được loan báo trong lúc giới hữu trách tại Houston và Dallas đang ra lệnh đóng cửa các quán bar, hủy bỏ các buổi thi khảo sát học lực của khoảng hơn 3 triệu học sinh. Thống đốc Greg Abbott hôm thứ Hai đã khuyến cáo rằng công chúng sẽ có sự gia tăng trong số ca nhiễm virus, trong lúc tình trạng dịch bệnh đang thay đổi đời sống nhiều người tại tiểu bang Texas do các biện pháp đối phó quyết liệt. Texas hiện có gần 60 ca nhiễm COVID-19 được xác nhận. Tuy nhiên, thống đốc Abbott nói còn khoảng hơn 300 mẫu thử nghiệm khác đang chờ kết quả. Hoa Kỳ vừa có thêm 18 người chết vì COVID-19, nâng tổng số lên con số 85. Trang cập nhật số liệu bệnh dịch COVID-19 của trường đại học y khoa Johns Hopkins ở tiểu bang Maryland cho biết Mỹ có thêm 18 ca tử vong tính đến thứ Hai ngày hôm qua và hiện tại Hoa Kỳ có tổng cộng 85 người thiệt mạng vì dịch bệnh này. Ngoài ra, Hoa Kỳ cũng có thêm 983 người nhiễm bệnh, nâng tổng số lên là 4.461 người bị nhiễm. Với tình hình dịch bệnh đang bùng phát mạnh tại Hoa Kỳ, thì Tổng thống Donald Trump và Ủy ban đặc nhiệm chống COVID-19 đưa ra bản hướng dẫn chống dịch trong vòng 15 ngày nhằm chạy đua với thời gian để ngăn chặn dịch, cùng là đối phó với ảnh hưởng gây hại cho nền kinh tế. Các khuyến cáo được đưa ra gồm có: trong 15 ngày sắp tới, không nên tập trung quá 10 người ở một nơi, nên học và làm việc ở nhà và giới hạn việc ra khỏi nhà. Nếu trong nhà có người thử nghiệm dương tính với COVID-19 thì tất cả mọi người trong nhà không được ra đường. Đặc biệt, Tòa Bạch Ốc khuyến cáo giới cao niên Hoa Kỳ hãy ở trong nhà và tránh đám đông. Và theo nhận định của Tổng thống Trump, đại dịch COVID-19 có thể kéo dài đến tháng 8 năm nay. Trong một biện pháp khẩn cấp, thì Tổng thống Donald Trump và nhóm viên chức chống coronavirus của ông đã đưa ra các hướng dẫn mới nghiêm ngặt hơn để ngăn chặn đà lây lan của dịch bệnh. Tổng thống khuyên mọi người hãy tuân theo các quy định để giúp sự ngăn chặn sự truyền nhiễm của coronavirus. Ông nói rằng chính phủ có thể làm cho dịch chậm lại trong vòng 15 ngày. Tuy nhiên, ông cũng xác nhận rằng cuộc khủng hoảng đại dịch này có thể kéo đến tháng 7 hoặc tháng 8 của mùa hè này khi được hỏi về dịch bệnh có thể kéo dài bao lâu. Và Tổng thống nói thêm rằng một lệnh phong tỏa toàn quốc hiện chưa được tính đến vào thời điểm này, thưa quý vị. Chuyên gia y tế nói Hoa Kỳ thiếu dụng cụ y tế để đối phó với COVID-19. Các giới chức hàng đầu tại Bộ Y tế cho biết Hoa Kỳ hiện nay không có đủ dụng cụ y khoa dự trữ như khẩu trang, áo bảo vệ và bao tay y tế để đối phó với bệnh dịch COVID-19. Theo CNN, trong cuộc họp qua điện thoại ngày thứ Hai 16 tháng 3, giới chức Bộ Y tế nói với các chuyên viên y khoa rằng kho dự trữ chiến lược quốc gia không có đủ các dụng cụ y tế để cung cấp cho các tiểu bang và địa phương. Giới chức thuộc Bộ Y tế nói với các chuyên viên y khoa rằng hiện nay chính quyền liên bang chưa có cách giải quyết tình trạng thiếu hụt nhưng đang cố gắng. Trong cuộc họp với các chuyên viên y khoa nêu trên, giới chức Bộ Y tế không trả lời rõ ràng khi nào chính phủ liên bang mới cung cấp vật dụng cần thiết cho các bệnh viện khi bệnh dịch lan rộng. Các giới chức chỉ thừa nhận rất cần thêm hàng dự trữ nhưng không cho biết số lượng trong kho đang có là bao nhiêu. Và cũng trong cùng thời gian này thì chính phủ khuyến cáo người dân và người cao niên không nên ra đường và không tập trung quá 10 người. Tòa Bạch Ốc vào ngày hôm qua đã khuyến cáo người cao niên ở Mỹ hãy ở trong nhà và tất cả mọi người nên tránh đám đông, không đi ăn ở nhà hàng trong các biện pháp đề ra nhằm đối phó với tình trạng lây lan coronavirus mới. Tổng thống Trump và Ủy ban đặc nhiệm chống coronavirus đã đưa ra các hướng dẫn này trong lúc có các hỗ lực ở mọi nơi trên nước Mỹ nhằm chạy đua với thời gian để ngăn chặn dịch, cùng là đối phó với ảnh hưởng gây hại cho nền kinh tế.
Trong số các khuyến cáo mới được đưa ra gồm có: trong 15 ngày sắp tới, người dân Mỹ không nên tập trung quá 10 người một nơi, nên học ở nhà và giới hạn việc ra khỏi nhà, cũng như tránh thăm viếng người khác. Nếu trong nhà có người thử nghiệm dương tính với coronavirus, thì tất cả mọi người trong nhà không được ra đường. Tổng thống Trump để các thống đốc toàn quyền quyết định các kế hoạch đối phó với đại dịch COVID-19. Trong cuộc họp qua điện thoại sáng thứ Hai 16 tháng 3, Tổng thống Donald Trump kêu gọi các thống đốc đừng đợi liên bang, hãy tự lo liệu những nhu cầu y khoa thiết yếu. Báo mạng The Hill tường thuật, Tổng thống đã nói liên bang sẽ hỗ trợ nhưng hãy cố gắng tự lo liệu. Và tờ New York Times cho biết trong cuộc họp, Tổng thống Trump nhắc đến tình trạng thiếu các máy trợ thở và khẩu trang y tế nếu số bệnh nhân tăng vọt. Trong tin nhắn Twitter đưa ra sau cuộc họp, Tổng thống cho biết cuộc họp qua truyền hình với các thống đốc rất tốt, nhưng kèm theo câu nhắc nhở thống đốc tiểu bang New York phải làm thêm nữa. Các tiểu bang và chính quyền địa phương than phiền liên bang chậm chạp trong việc lãnh đạo chống dịch, đặc biệt trong việc xét nghiệm sớm. Và một lần nữa, kính mong quý vị đừng rời khỏi làn sóng của CBN. Chúng tôi sẽ quay trở lại nhanh chóng sau một vài thông tin bảo trợ thương mại. Cảm ơn quý vị.